Cái vô béo thì nó có 3 loại, một là vô béo dạng nhân. Đối với vô béo thì siêu vô béo thì nó có 3 loại, một là vô béo dạng nhanh và dạng chậm. Đối với dạng nhanh thì nó có sẽ có kích thích tăng trưởng. Thì thường là 5 ngày là chúng ta đã thấy hiệu quả rồi. Nhưng có một loại nó là dạng chậm, bởi vì nó chuyển hóa chất phải cơ cấu cái hàm lượng rất dinh dưỡng nữa. Thì và đối với vô béo thì có dạng nước, dạng tiêm và dạng bột để chúng ta trộn cho ăn và chúng ta hòa nước. Thì chúng ta có hoàn toàn có thể lựa chọn được những cái hàm lượng dưỡng chất đó. Và đối với hàm lượng chất dinh dưỡng vô béo thì có loại là đạm này, chuyên là dùng đạm thủy phân là một này. Đó, cái thứ hai là protein, protein để nó hấp thụ, tăng cường chuyển hóa hấp thụ protein. Và cái loại thứ ba nó là ADE. ADE thì nó giúp cho vật nuôi chúng ta là đỏ tích, kích mào, bung lông, bật cựa. Và cái hàng dinh dưỡng thứ ba chúng ta chú ý đó là dịch trùng quế. Ở trên thì nó bao gồm tất cả cái hàm lượng chất dinh dưỡng đầy đủ. Thì trên thị trường nó thường nó ghi là đạm vô béo này, protein vô béo này, ADE để vô béo này và dịch trùn quế để vô béo. Thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một trong bốn cái hàng dinh dưỡng hoạt chất đó để chúng ta vô béo cho vật nuôi chúng ta. Vô béo cho vật nuôi là quá trình quan trọng giúp cho vật nuôi chúng ta trao đổi chất và dinh dưỡng, giúp cho vật nuôi chúng ta mau lớn, đỡ bệnh và hạn chế một số bệnh khi giai đoạn xuất bán, ví dụ như bệnh hen, một số bệnh gây suy giảm hệ miễn dịch hoặc bệnh tiêu chảy. Thì trong quá trình vô béo giúp vật nuôi chúng ta sinh trưởng phát triển tốt và giai đoạn vô béo trở nên xuất bán trở nên nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn, giúp cho vật nuôi tăng được cái hàm lượng protein dinh dưỡng trong đường ruột cũng như là cơ bắp, giúp bà con chúng ta tạo những cái nguồn thực phẩm dinh dưỡng. Và trong quá trình vô béo thì có nhiều cái loại vô béo, ví dụ như là dạng nước chẳng hạn, có loại vô béo dạng nhanh một chậm, ví dụ như là trong nhanh thì khoảng 5 ngày chúng ta đã thấy hiệu quả rồi, và nếu mà chậm là khoảng 10 ngày. Và trong vô béo thì chúng có cả hai dạng, đó là dạng bột và dạng nước, và chúng ta có thể sử dụng ở dạng tiêm. Nhưng mà trong cái quá trình chăn nuôi lợn quy mô lớn hoặc nuôi quy mô lớn thì chúng ta hạn chế những cái quá trình tiêm, bởi vì nó mất thời gian và công sức. Và có 3 loại vô béo trên thị trường mà con chúng ta thường gặp, đó là dạng đạm, dạng protein, dạng ADE và dịch trùng quế. Đây là 4 cái dạng thường sử dụng trong cái giai đoạn vật nuôi, thì chúng ta có thể hoàn toàn lựa chọn 4 cái hàng dinh dưỡng hoạt chất đó để chúng ta vô béo cho vật nuôi, làm sao phù hợp cho giai đoạn vật nuôi. Thì trên bên đây là cái loại siêu vô béo đặc biệt, đây là đầy đủ hết cả 4 cái thành phần, đó là đạm này, protein, ADE và dịch trùn quế. Nó đã tạo thành cái dạng khô này để cho vật nuôi chúng ta có thể hoàn toàn hòa nước hoặc trộn cám đều được cho vật nuôi chúng ta sinh trưởng phát triển tốt trong giai đoạn xuất bán, tránh cái hiện tượng bà con khi mà sử dụng cái dạng vô béo chúng ta bị thừa chất. Thì cái này đã cân bằng đầy đủ hàm lượng chất cho vật nuôi rồi, và chúng ta không lo vật nuôi bị chúng ta bị tiêu chảy và thừa chất. Và đó là cách để chúng ta vô béo.